Được thanh của cô. Dạ, nếu được cầm mic được thì cô cho Nhật Quỳnh xin tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, ở bên Việt. Dạ, được rồi, không sao. Dạ, vậy bây giờ Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tị Duyên. Cô tu nữ Tị Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, alo, cô tu nữ Tị Duyên. Cô tu nữ Tị Duyên có nghe âm Nhật Quỳnh không? Rồi, vậy là cô không nghe gì thôi. Xong rồi, chạy ra ngoài mất tiêu luôn rồi. Dạ, mời Trích Rạng Đông Tiên Phong nha. Nhật Quỳnh ấy là nhà Duyên vào. Cô Tệ Duyên có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, cô Tệ Duyên Tiên Phong. Sau đó Nhật Quỳnh kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, có vị nào có thể cầm mic được thì đưa bằng tay. Dạ, mời cô Tệ Duyên nha, để không mất thời gian của room. Dạ, mời cô. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sa Tăng Kha dạ. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Dạ. Nãy tự nhiên cái bánh thoát nó bắn ra. Tự nhiên chạy vô trở lại. Và bây giờ đạo tràng đã nghe rõ âm thanh của tự nhiên rồi. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Dạ. Rồi. Dạ, bây giờ tự nhiên chưa thấy bà học. Dạ, cảm ơn huynh Bác Thanh Ác. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc bài kinh Pháp Cú số 225. Á hiền sắc cài về muốn na vô nít chăng cà về na sầm bút ta tê danh tí ắt chút tăng thanh năng ắt thá ganh tòa na sô cha rê a hiên sa ca về muốn na vô nịch chăng ca dê na sầm vũ ta tê dân ti ác chư tăng tha năng ác tha gắn toàn na sô cha rê a hinh sa ca dê mù na vô nâng ca dê na sang vũ ta đề danh ti ắt chư tăng tha năng ắt tha gan toàn na sô cha đề thân thường được đạt được cảnh bất tử đến đây và phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu. A hinh sa ca ye mu tu nịch chăng ca ye na sam vu ta đề danh ni yết chu tăng tha năng ạt tha gan toa na cha re. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh chân chế mình thấm sâu trạng thái quan sầu chẳng muộn vô minh vô sinh niết bàn. Và dạ, phổ thơ này của hòa thượng Giới Đức. Và dạ, tự nhiên đã kể xong. Và dạ, bây giờ thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị.
Hello, hello. Sa thú lành thai, cô tu nữ tuệ duyên. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Pháp Tính, sư Minh Mẫn. Con không thấy sư Pháp Trang hả? Con kính đảnh lễ cô tu nữ tự nhiên, cô tu nữ Thamachari. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 225. A hình xá ca dê mú ná dù nít chăng, ca dê ná sằng bú tà, tê dần tiếp ắc chú tăng tha năng. Giáp tha cần tòa ná sô chá rê. Á hình xá ca dê mú ná dù nít chăng, ca dê ná sằng bú tà, tê dần tí ấp chú tăng tha năng. Giáp tha cần tòa ná sô chá rê. Á hình xá ca dê mú ná dù nít chăng, ca dê ná sằng bú tà, tê dần tí ắc chú tăng tha năng. Giáp tha cần tòa ná xuồng chá rê. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngữ, đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Á hình xá ca dê mú ná dù nít chăng, ca dê ná sằng bú tà, tề dần tí ấp chú tăng tha năng. Giáp tha cần tòa ná sồ chá rê. Hãy xem những bậc hiền nhân, nói làm suy nghĩ chánh chơn, chánh nhân chế mình, thấm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu chẳng muộn, vô sinh niết bàn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời sư Kim Nhung. Tam Kim Nhung, dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ sư Minh Mẫn, con kính đảnh lễ sư Pháp Tính. Kính chào anh chị trong lớp học. Dạ, con xin đọc bài kinh pháp cú số 225. Á hình sa ca dê mu na yo nít chăng, ca dê na sằng bú tà, tê dần tí ác chú tăng tha năng. Giác thác gần tòa na sô chá rê. A hình sa ca dê mu na yô chăng, ca dê na sằng bú tà, tê dần tí ác chú tăng tha năng. Giác thác gần tòa na sô chá rê. A hình sa ca dê mu na yô nít chăng, ca dê na sằng bú tà, tê dần tí ác chú tăng tha năng. Giá gần tòa na sô chá rê. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu, là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hãy xem những bậc hiền nhân, nói làm suy nghĩ chánh chơn chế mình, thấm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu chẳng muộn, vô sinh niết bàn, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính cảm ơn huynh Quát Tha Ná. Con xin xuống mic mời chị Trần Đạo ạ. Dạ. Số 225 ạ.
Saka Ya Munayo Nichang Kaye Na Sanghuta Deyang Ti Ang Chutang Thanang Yataga Gang Toa Na So Cha Re. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ahimsa ca ye mu na yo nichang ca ye na sang bút ta de yang ti ak chu tăng tha năng yang tha gan toa na so cha re. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh chơn chế mình, chê mình thập thâm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu chẳng muộn, vô sinh niết bàn. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Nhân Đức. Dạ con đã trễ xong ạ. Dạ con xin gửi mít lời cho đạo tràng. Chị Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thanh Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính đảnh lễ ân đức chư Phật. Kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông, chị Nhật Quỳnh, chị Trần Đạo, con cảm ơn cô Tự Duyên, cảm ơn chị Kim Nhung. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 225. Ahisaka ye munayo nichanka ye nasanguta te yanti achutang thanang yatha gantoa naso chare. Ahisaka ye munayo nichanka ye nasanguta Tê danh tí ác chú tăng thà năng giác thá gành tòa nát sổ chá rê. À hiểm xa ca dê mu na dô, ni chăng ca dê na sang vũ ta. Tê danh tí ân chú tăng thà năng giác thá gành tòa nát sổ chá rê. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ahimsaka ye munayo nichanka ye nasanguta te yanti an chutang thanang yatha gantoa naso cha re. Ahimsaka ye munayo nichanka ye nasanguta te yanh ti ác chú ta năng giá tha gành tòa na sô cha rê. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh chơn chế mình, thấm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu chẳng muộn, vô sinh bàn phụ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ huynh trưởng đâu rồi, chị Nhật Huỳnh đâu rồi, thôi chị Cẩm Vân. Nghe hù sợ quá. Kính chân mít đến huynh trưởng. Dạ sa thu sa thu lành thầy xin đại minh. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng các toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 225. Cảm ơn Sít Hạng Đồng, Sít Nhật Tuyền, Sít Ái Minh, Sít Hồng Thị Kim Nhung, Sít Trần Đạo cho biết nghe rõ. Ahimsaka ye munayo nichanka ye na sanghuta te yanti akchutang thanang
yattha gantva naso chare ahimsaka yemunayo nityang kayena sangvuta te yanti akyutang thanang yattha gantva naso chare ahimsaka yemunayo nityang kayena sangvuta te yanti akyutang thanang yattha gantva naso chare. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Hãy xem những bậc hiền nhân, nói làm suy nghĩ chánh trơn, chế mình thấm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu chẳng muộn, vô sinh niết bàn. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thầy. Dạ con xin được xuống mic không? À, mến mời bàn tay của Dung Nguyễn nha. Dạ con kính đảnh lễ ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ chư đại đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ. Con kính chào các cô chú, các anh chị em trong lớp học ạ. Con xin phép được con xin phép được đọc pháp cú. Dạ 225. Dạ con kính cảm ơn các cô đã cho con biết tín hiệu là đã nghe rõ. Dạ. Ahimsaka ye manuyo nicchang ka ye nasang vutta te yang ti at cú tăng ta thà nàng giác tha dằn tòa nà na sô chá rê ahim sá cà dê môn na dô nít chàng cà dê na sàn vút tà tê dằn tí ắc cú tăng thà nàng giác tha dằn tòa na sô chá rê ahimsaka ye munayo nicchankaye na sangbhuta te yanti akko tam thanam yathayata na socchare ahimsaka ye munayo nicchankaye na santu uta te yang ti akutang thanang yatha yang ta na se cha re. Bậc không hại ai, thông thường được chế ngự, đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưa sầu. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hãy xem những bậc hiền nhân, nói, làm, suy nghĩ, chánh chơn, chế mình, thấm sâu trạng thái quang minh, chẳng sầu, chẳng muộn, vô sinh, niết bàn. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài câu pháp cú 225 xong ạ. Dạ con kính dâng mít lên trên đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thú kính cảm ơn Dung Nguyễn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhược Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhược Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Trệ Duyên, Xích Rạng Đông, Xích Kim Nhung, thầy Dung Nguyễn cho Nhược Bình biết được tín hiệu. Tâm Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Tâm Pháp hôm nay có cầm mic được không Tâm Pháp? Alo, alo, Tâm Pháp ơi. Mất tiêu rồi. Vậy là không cầm mic được rồi, không thấy xuất hiện rồi. Dạ,
Dạ con xin được ông bài pháp của kinh số 225. Dạ cảm ơn Vinh Vatana cho bài học. Ahim Saka Ye Munayo Nichang Ka Ye Nasang Yuta Te Yan Ti Ap Chu Tăng Tha Năng Giác Tha Gành To Na Sơ Cha Rê. Vì tâm pháp có cầm mít được không? Như Vinh đọc nhanh cho tâm pháp cầm mít nha. Bậc hiền không hại ai, thân thường được chế ngự đạt được cảnh bất tử, đến đây không ưu sầu. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Ahimsaka yemunayo nicchanka ye na sanyuta tề dẫn ti an được tăng tha năng giả tha ganh to nà sơ cha rê. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh chân chế mình thẩm sâu trạng thái quang minh chẳng sầu chẳng muộn vô sinh niết bàn. Và đây là bản phổ thơ của ngài Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Mời tâm pháp nha. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầy Giá, Nam Đăng Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Con thành kính đảnh lễ thần tổ minh hạnh. Con thành kính đảnh lễ đại đức pháp tính. Hai quý cô tu nữ. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ con. Con dạ kính tri ân cô Hoàng Huy cô Đặng Đông đã chăm thành rõ. Con xin phép đọc câu pháp cú 225. Ahinsaka munayo nicchang kaye nasang uta te yanti ak chutang thanang yathaganto naso chare. Bậc thiền không hại ai, thân thường được trị chế ngược đạt được cảnh bất tử, đến đây không u sầu. Của Hòa thượng Thích Minh Châu. Ahinsaka yemuno ye na sang buta te yen ti ak chu tang tha nam yathaganto na so cha re. Hãy xem những bậc hiền nhân nói làm suy nghĩ chánh chơn chế mình thấm sâu trạng thái quang minh chẳng sầu chẳng muộn vô sinh nếp bèn. Của Hòa thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân đầu tràng. Hạ kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Nghe Xích nói rồi mới trở lại máy tại nghe nghe thôi đó, không phải trước máy. Dạ con kính tri ân tên đầu tràng. Nam mô Bích Thà Giá. Dạ yeah, sa thủ kính cảm ơn tâm pháp. Dạ Nam mô Bụt Thà. Dạ kính cảm ơn Xích Đặng Đông, Xích Quang Việt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Không có nhìn màn hình Nhật Quỳnh mời tâm pháp thỉnh pháp sư luôn mà không thấy phải không? Dạ Nam mô Bụt Thà. Dạ dạ cảm ơn Kim. Dạ sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Xích Rạng Đông, Huynh Quá Thanh Á, Xích Kim Nhung, Xích Trần Đạo, cô Ái Minh, Dung Tâm Pháp. Đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, không biết lúc này có cảm ơn không nữa. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Nếu không sót vì hoan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Tại Nhật Quỳnh nhà không có trước máy một lúc. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ bây giờ đã đến giờ chúng con học bài mới là câu pháp cú kinh số 226. Dạ cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học. Nam mô Bụt Thà, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Wa Tô A Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Hà Sa. Nam mô Ta sa pa ga wa to a ra ha to
Ta sam bút đa ha sa nam mô ta sa bhagavato arahato. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường ăn vui. Thiên vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhâm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh giữ pháp từ. Đọc từ ám hương dư niết bàn. Rồi an giao pháp ma bốn mươi hai pháp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Ta tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng anh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 226. Dạ sư có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu để con dâng bích đến sư ạ. Nhiều tình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sa thủ lành thai, con kính dâng bích đến sư. Sa thú lần thai kính tri ân xích nhật quỳnh. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thầm ma giá, nam mô Sang kha giá. Dạ quý vị nghe hơi nhỏ. Dạ rồi, chắc giờ ok rồi. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính. Cùng Đức Hiện Diện. Kính chào quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 226. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Sa đa cha gara ma na năng. Sa đà cha gara ma na năng. Đoạn thứ hai: A hồ rắp ta nu sik khi năng. A hồ rắp ta nu sik khi năng. Đoạn thứ ba: Nip bà năng a thi mút ta năng. Nip bà năng a thi mút ta năng. Và đoạn thứ tư cùng: Atthangacchanti asawa. Atthangacchanti asawa. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên, đây là một trạng từ có nghĩa là thường, luôn luôn hay là thường thường.
luôn luôn thường thường. Từ thứ hai, cha gá, cha gá ma na năng, đây là một cái danh động từ hay là một hiện tại phân từ. Cha gá ma na mà chia theo cấp thứ tư nó nhiều, thành ra chúng ta thấy nó có cái hình thức là a năng. Cha gá ma na là một hiện tại phân từ. Cha gá cộng với là tiếp vị ngữ ma na hình thành là hiện tại phân từ. Quý vị con, hình như cái máy của nó bị sao sao. Quý vị vẫn còn nghe? Dạ rồi, ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Khi mà hiện tại phân từ hoặc là danh tính từ thì chúng ta ngầm hiểu giống như trong tiếng Anh vậy đó. Một tính từ có thêm mạo từ xác định ở trước, lúc bây giờ sẽ chỉ cho người. Cha gắt là tỉnh thức, thì cha gắt ma na là chỉ cho người tỉnh thức. Hoặc là nếu mà chúng ta dịch theo hiện tại phân từ đó thì chúng ta cũng có thể là người đang tỉnh thức, hoặc là người tỉnh thức cũng được. Cha gá ra ma na. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy chỉ có một hợp từ thôi. Một hợp từ này chúng ta tách ra. Á hô cộng với là rắp, tá cộng với là anu sik khi, sik khi năng, sik khi năng, anu sik khi. Anu khi mà chia theo cách thứ sáu số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là ý năng. A hô có nghĩa là ban ngày, rát tá có nghĩa là ban đêm, rồi anu sik khi. Anusiki đây là một charan, danh tính từ, là một, xin lỗi, một danh động từ của Anusikati. Anusiki có Anusikati đó có nghĩa là học hỏi, thực hành hay là làm theo một ai đó. Vậy thì tam danh tính từ đó chúng ta sẽ dịch là người ha. Người học hỏi, người thực hành, người làm theo một ai đó. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Đoạn thứ ba gồm có hai từ. Từ đầu tiên, Niết Bàn Năng, đây là một cái từ quen thuộc đối với tất cả chúng ta rồi. Niết Bàn Năng chia theo đối cách. Niết Bàn Năng túc từ của từ Abhimutta Năng. Niết Bàn Năng mình dịch âm là Niết Bàn, mà dịch nghĩa đó là sự tịch. Abhimutta Năng, Abhimutta mà chia theo cấp thứ tư số nhiều, thành ra nó có hình thức là a năng. Giống như là cái từ cha gara ma năng ở trên. Athimutta đây là một quá khứ phân từ của động từ athimuchati. Athimuchati đó có nghĩa là thiên về, hướng về, chuyên tâm về.
chăm chú vào. À, thì đây là quá khứ phân từ. Thì thành ra là như khi nãy trên kia chúng tôi nói, giống như là tính từ trong tiếng Anh vậy đó. Thêm một mạo tượng trước thì mạo tượng xác định đằng trước thì chỉ cho người đó. Dạ, thêm ta năng ở đây đó mình cũng dịch là người. Người thiên về, người hướng về, người chuyên tâm về, người chăm chú vào. Rồi đến đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, ăn. Ăn có nghĩa là sự phá hoại. Sự phá hoại rồi sự tiêu trừ. Phá hoại sự tiêu trừ. Gacchanti, đây là động từ gacchanti mà chia theo ngôi thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là anti. Động con chúng biết rồi là đi đến. Asawa, asawa mà chia theo nhiều, thành ra nó có cái hình thức là asawa. Asawa mình dịch ra là các lậu hoặc. Gacchanti asawa là các lậu hoặc đi đến phá hoại, hay là đi đến tiêu trừ, tức là hết lậu hoặc. Rồi bây giờ chúng ta mới dịch văn xuôi. Câu kệ pháp cú số 226 này chúng ta thấy có một trạng từ là sát đa, và chủ của đoạn từ này là qua. Chagara mana năng là một từ gián tiếp. Ahorata khi năng, Nusiki năng là một túc từ gián tiếp. Nipa năng, Athimutta năng là một cái mà làm túc từ gián tiếp. Athang là túc từ trực tiếp của động từ Gacchanti. À, từ cái chỗ chúng tôi phân tích xong, bây giờ chúng ta mới dịch nè. Asawa các lậu hoặc, Gacchanti Athang đi đến chỗ tiêu trừ. Hay là đi đến chỗ phá hoại, mà mình dịch gọn lại là các lậu hoặc không còn. Hay là các lậu hoặc tận. Chagaramana năng đối với những người. Sada chagra mana năng đối với những người luôn luôn thức. Sada ahorata nusikhi năng đối những người đang thực tập hay là đang tu hành ngày đêm. Sada nibbanang athimutta năng đối với những người có tâm hướng đối với những người có tâm luôn hướng về niết bàn. Như vậy thì cái chữ sada ở đây đó mình thấy là một trạng từ, nó nằm ở trong ba túc từ gián tiếp. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của số 216. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài và đánh máy để chúng ta cùng theo dõi kịp được phần tiếp nghĩa từ vựng. Tiếp nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 226. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng mời chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ.
Arahang Dhamma Sambutho Phakawa Thang Phakawan Thang Afi Vademi Swakato Phakawata Thammo Thamang Namasami Supatipno Phakawato Sawaka Sangko Sangkang Namami Namathura Tanataya. Để tôi xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính để và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong thời gian sinh hoạt Phật pháp. Râm pháp của kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 226. Câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại núi Gichakuta, đề cập đến cô thôn nữ, cô thôn nữ hay là một người nữ tên Puna. Tương truyền rằng có một bữa nọ, người chủ của cô Puna này giao cho cô này rất là lúa để cho cô này giả thành gạo. Thì vì do nhiều quá đó, thành ra cổ đã đến tối mịt luôn mà cũng chưa có xong. Do đó cô phải đốt đèn lên để làm cho nó xong. Thì trong đêm tờ mờ tối đó, đó có những lúc làm thì vào những cái khoảnh khắc đó, đó cổ mới nhìn, đưa ánh mắt nhìn xa xa. Thì cổ thấy ở trên triền núi có bóng dáng chư tăng đi lui đi tới. Thì xin thưa quý vị, đó là vào cái thời kỳ đó, đó thì ngài Dabbamanaputta là người có cái phận sự sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Thì sau khi mà chư tăng nghe giáo giới xong thì ngài dẫn chư tăng về nơi nghỉ ngơi. Thì khi mà trời tối đó thì cũng cần phải có cái ánh đèn soi rọi, thì lúc đó chư tăng mới thấy đường đi. Thì ngài Dabbamanaputta đó là một vị A-la-hán lục thông, ngài có thần thông, thì thành ra đó là ngài mới quá hiện, ngài dùng thần thông rồi quá hiện lửa nó cháy trên cái ngón tay của ngài để cái ngọn đèn soi rọi đường hướng dẫn chư tăng về cốc liêu nghỉ ngơi. Thì lửa trên ngón tay của ngài nó rất là sáng, sư thú gì, và từ cái chỗ đó đó mà khiến cho cái cô thôn nữ hay cô tỳ nữ Puna này mới thấy được hình ảnh chư tăng đi lui đi tới ở trên triền núi. Thì lúc đó cổ mới nghĩ đó, như ta đây nè, phận tôi tớ ăn nhờ ở đậu đó, thì vì hoàn cảnh mưu sinh
khổ cực ép buộc. Thành ra đó là phải lao động mãi cho đến vẫn chưa được đi ngủ. Còn chư tăng thì tại sao đó là giờ này cũng chưa đi ngủ? Thì sau khi mà có cái suy nghĩ vậy xong thì bây giờ cổ mới kết luận. Kết luận dựa trên cái ý kiến chủ quan của mình. Dựa trên ý kiến khách quan. Chúng ta hiểu vậy. Thì cổ này cổ mới con là chắc có lẽ trên đó nó có vị kheo nào đang bị bệnh hoạn, hay là có ai đó bị rắn rít mũi mùng nó cắn khiến cho các ngài mới phải đi lui đi tới bận rộn lo lắng vậy. Thì với ý nghĩa chủ quan dẫn đến đánh giá sai lệch như vậy đó, thì sáng hôm sau này cổ mới lấy cám nhồi với nước và làm thành một cái bánh nướng. Khi mà bánh chín xong đó thì là cô này cổ định ăn ăn sáng sư tu gì. Nhưng mà rồi đó là vì cái bổn phận phận sự của cô này đó là một tỳ nữ, thành ra đó là phải ra bến nước múc nước, múc xong rồi đi về ăn được. Đó thì khi mà đi ra bến để mà nước như vậy đó thì cô này cổ nhân tiện là thôi nghĩ trong bụng đó là mình cứ đem theo đi. Thì ra ngoài nếu mà có thời gian quẩn quẩn thì mình tranh thủ mình ăn cũng được. Thì khi đi múc nước cũng mới đem đồ ăn sáng theo vậy. Thì ngay khi đó đó Đức Thế Tôn ngài cũng vào trong thành để mà khắc thực. Thì ngài gặp cô Puna này đang đi ra. Và khi đó đó cô này cổ nhìn thấy Đức Thế Tôn với tướng hảo quang minh thanh tịnh thì cổ mới thầm nghĩ. Trong mấy cái lần trước đó mà mình gặp ngài thì mình lại không có cái gì, không có vật dụng gì để mà cúng dường đến ngài cả. Hôm nay mình được gặp ngài, trong tay đó lại có thức ăn sáng đem theo nè, thì thôi mình đến mình cúng dường cái vật phẩm này đến cho ngài. Cổ nghĩ sao làm vậy, cổ mới đến cổ quỳ xuống đánh ngài, rồi mới bạch với ngài. Bạch ngài xin ngài quan hỷ thọ nhận cái vật thí thô kịch này, rồi ngài ban phúc lành cho con. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài đưa mắt nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda hiểu được ý của Đức Thế Tôn cho nên mới đưa bát cho Đức Thế Tôn. Thì khi Đức Thế Tôn cầm bát thì cái cô này cổ mới bỏ thức ăn sáng vào trong bát của Đức Thế Tôn. Sau khi đặt bát bánh đến Đức Thế Tôn xong, cô này cổ lại quỳ xuống đất đảnh lễ ngài, rồi mới phát nguyện là bạch ngài, mong sao con chứng đạt được pháp mà ngài đã chứng đạt. Xin thưa quý vị đó, với cái ước nguyện này của một người làm phước vậy đó thì chúng ta hiểu đây là bậc trí. Chứ còn là thông thường người phàm phu vô văn thiểu trí này, hoặc là người phàm phu vô văn ít học, không học ít học pháp bậc thánh. Thì thường mà làm phước xong là ta cầu nguyện đủ thứ. Cầu nguyện cho con mạnh khỏe, cầu nguyện cho con giàu sang, cầu nguyện cho con có con trai đầu lòng, cầu nguyện cho con có chồng có vợ, vân vân và vân vân đủ thứ. Cô này cô qua cái duyên sự nãy giờ chúng tôi trình bày với quý vị đó, chúng ta thấy cô này cô nghèo rất một tơi, phải đi làm thuê làm mướn cho người ta này, thức ăn của cổ đó phải là dùng cám mà làm bánh nướng để ăn. Đó, vậy đó mà khi cúng dường xong rồi cổ lại cầu nguyện cho mình được giàu sang, không có cầu nguyện cho mình gì đó thoát khỏi cảnh tôi tớ đó, mà lại cầu nguyện nó chứng đắc trở thành bậc thánh. Quý vị thấy khiếp
Đây là bậc trí. À, thì khi mà khổ phát nguyện xong vậy, Đức Thế Tôn ngài mới chúc mà ngài chúc cho cổ đó là được như vậy đi, tức là mong cho thí chủ toại thành ý nguyện. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà Đức Thế Tôn nhận xong đó, thì cái cô này đó cổ cũng lại còn hoài nghi, do dự lưỡng lự hoài nghi, biết đó là Đức Thế Tôn này nhận cho mình vui lòng vậy, rồi ngài có thọ dụng hay không, hay là do cái vật thực này nó thô kệt quá, nó nghèo hèn quá, thì đi đến chỗ nào đó ngài quăng bỏ, rồi cái ngài mới đi đến các cái nhà đại thí chủ nè, đại gia nè, đại phú hộ nè, tướng quân hoặc là vua chúa nào đó để ngài thọ dụng sân hào hải gì. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhiên của mình, Đức Thế Tôn ngài hiểu được, ngài biết được cái ý nghĩa của cô này vậy. Cái ngài lại ngó sang Tôn Ananda biết ý, cho nên trải tọa cụ xuống, rồi Đức Thế Tôn ngồi xuống thọ thực tại chỗ. Thì xin thú vị đó, khi Thế Tôn ngài ngồi xuống thọ thì chư thiên với một cái bóng mà Đức Thế Tôn ngài thọ thực đó, thì xin thưa quý vị nói theo kiểu đời mình giờ đó là nó có đủ lo đủ năng lượng để cho ngài hoặc nguyên cả ngày. Do chư thiên đó, ngài tôi mới bỏ thức ăn của chư thiên bỏ vào trong cái bánh đó để ngài thọ dụng. Sau khi mà ngài thọ dụng rồi đó, cái ngài mới gọi cái cô Pona này đến, ngài hỏi này, ngài nói này Puna, tại sao cô lại chỉ trích các đệ tử của Như Lai? Cái cô này cổ mới nói bạch ngài, con đâu có dám chỉ trích đệ tử của ai đâu. Cái Đức Thế Tôn ngài mới nói cho cái cô này, cô nói cho cô này biết đó là đêm qua cô đã nghĩ gì về cái của Như Lai. Thì lúc này đó cái cô này cũng mới vỡ lẽ ra, thì ra Đức Thế Tôn ngài hỏi vậy, cho nên đó cô mới trả lời là bạch ngài, con chỉ nghĩ rằng con đó thì nghèo khổ vậy, phận đi làm thuê làm mướn đó, thì thành ra đó là phải thức sớm dậy khuya để làm công việc, còn những người tu hành đó thì đâu có phải vậy đâu, mà tại sao các ngài cũng phải thức khuya vậy? Mới nghĩ đó là chắc có lẽ đó là con vị nào đó đang bị bệnh hoạn, hoặc là rắn rất mong gì nó cắn, thành ra các ngài mới đi lui đi tới vậy, thức khuya vậy. Thì cô này của con sao nói vậy? Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới dạy nói này Puna, cô đó vì hoàn cảnh, vì mưu sinh mà phải thức khuya không có. Còn đệ tử của Như Lai đó, sở dĩ mà không có ngực đó, tức là sở dĩ mà thức vậy đó, là vì tinh tấn giác tỉnh luôn luôn. Sau khi nói xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ: Đa cha có ra ma na năng Aho ratta nusik khi năng Nip ba năng a thiên ba năng A thăng gách chan ti a hoa. Và câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Những người thường tỉnh giác, ngày đêm xuyên tu học, chuyên tâm hướng niết bàn, mọi lậu hoặc được tiêu. Giới đức thì dịch: Niệm niệm tỉnh giác, ngày đêm kỷ cương tự chế, tinh chuyên pháp hành, tâm hướng cõi vô sanh, bao nhiêu lậu hoặc tan tành còn đâu. Chúng ta cũng có một cái bản dịch văn xuôi, việc dịch văn xuôi của chúng tôi nữa. Thành ra qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để
bà con chư Phật tử chúng ta thẩm thấu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Thì xin thưa với quý vị, qua duyên sự và qua cái bản dịch văn tôi đó, ta mới thấy ra cái câu kệ này mình hiểu ngược nó lại, tức là hiểu từ dưới lên trên. À, thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng lột tả được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này. Tức là hiểu theo văn xuôi chứ sao gì. À, thì ý ẩn chứa trong cái câu kệ này mà dạy đó là các lậu hoặc đó, mà đi đến cái chỗ không còn, hay là không để không còn các cái lậu hoặc đó, chấm dứt lậu hoặc. À, thì người đó phải là người luôn luôn tỉnh thức, hay là thức tỉnh. Người đó phải là người luôn luôn đang tu tập ngày đêm. Người đó phải là người luôn luôn có tâm hướng đến niết bàn. À, thì từ cái việc dịch văn xuôi là từ chúng tôi đảo câu lại này, là chúng ta thấy đó, là để đạt đến cái chỗ không còn lậu hoặc đó, chúng ta phải có một trong ba đức tính, hay là một trong ba đặc tính, hoặc là cả ba này cũng được. Hoặc là cả ba này cũng được. Vậy thì vấn đề để hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong cái câu kỳ đó là chúng ta phải hiểu lậu hoặc là gì, tác hại của nó như thế nào. Thì từ cái chỗ mà chúng ta hiểu được lậu hoặc là gì, tác hại của nó như thế nào, bây giờ chúng ta mới cố gắng siêng năng tinh tấn để từ bỏ nó đi, để cắt đứt nó đi, để đoạn trừ nó đi, để làm tiêu tan nó đi. Thì để cắt đứt, từ bỏ, đoạn trừ, làm tiêu tan nó đi, thì bây giờ chúng ta phải có được một trong ba, hay là một là cả ba này. Cái câu kệ này là hoặc nó sẽ đúng để bản khảo, để chúng ta biết, chúng ta hiểu thêm về cách để từ bỏ lậu hoặc là gì. Xin lỗi, a sắc qua là các lậu hoặc. Lậu hoặc được nghĩa đó là thấm rịn, đi từ từ vào. Đó là một nghĩa. Lậu hoặc là ngâm nhấn chìm, đó là cái nghĩa thứ hai. Vậy thì đối với cái nghĩa thứ hai này đó, là chúng sinh mà bị luân hồi đấy, thưa quý vị, bị luân hồi tử sinh, nó không có ra khỏi được tam giới đó, thì đó là do lậu hoặc tẩm chìm ở trong biển khổ trầm luân. Thành ra đó là ngài sự đó, ngài mới có một cái bài thơ như thế này: chúng sanh và chết khổ sầu, bởi nhân tứ lậu khởi đầu vô minh. Là vì do còn bốn hoặc này nè, cho nên là chúng sanh cứ mãi và chết khổ sầu. Cứ khi nào mà có sanh ra thì có già, có
chết rồi lại tục sinh ra. Cứ như vậy hoài đó, đó gọi là trầm luân, trầm luân hay là luân hồi, nửa chết rồi sinh ra lại. Nam Bích Tha Giá, dạ đạo tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa. Sư có nghe được âm thanh con? Dạ, con kính dâng bên anh sư. Một ý của là có thể đó, hiểu rất là ở đây chúng ta chỉ cần là che chắn trường từ à, để từ bỏ đi. À, xin hỏi quý vị không có một người số không? 1, 2, 3 xin. Ôi, này. Cáp người ta mới thông 21 thì 15 còn 6 bữa nữa. À, cho nên đó là internet không biết chung ở Việt Nam thì như thế nào, mà ở chùa chúng tôi đang ở đó thì hôm rày đó là nó yếu do bị trục, thì cũng toàn thể thính chúng chúng tôi. Dạ, kính tri ân chư tôn đức, kính tri ân chư Phật tử đã cho biết là nghe rõ lại. Rồi, bây giờ tiếp tục. Cái ý nghĩa thứ hai của lậu hoặc đó là rò rỉ thấm rỉ từ từ vào. Và chúng tôi hỏi quý vị một vài để xác định thấm rỉ nó đi từ từ vào là như thế nào. Những người mà biết uống rượu đó, xin thưa quý vị, thì có phải đó là họ sanh ra đời cái họ biết uống rượu liền không? Đó thì có phải sanh ra đời cái là họ biết hút thuốc liền không? Người nam mà yêu người nữ hay là người nữ mà yêu người nam đó, thì có phải sanh ra đời cái là người ta yêu được liền không? Mình có cảm tình với người nào đó, mình có cái sự tôn kính tôn trọng với một người nào đó, thì có phải đùng một cái đó là mình có liền không? Không. Phải từ từ theo cái kiểu là mưa dầm thấm đất. Hôm nay mình uống rượu, ngày mai uống miếng rượu, bữa kia uống miếng rượu, từ từ đó bắt đầu mình mới ghiền được. Cũng vậy. Yêu đương cũng vậy. Từ 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 vậy đó. Thì mới dẫn đó là mê, là ghiền, là không được. Thì như vậy có nghĩa là cái gì? Mê cái nghiện đó, đó nó phải đi từ từ. Thì đi từ từ đó nó được gọi là lậu hoặc đó, xin thưa quý vị. Nó thấm từ từ vô, nó rịn từ từ vô, nó đi từ từ vô. Nắng chìm chúng sinh ở trong trầm luân. Xin thưa, đó là lậu hoặc. Vậy là lậu hoặc á, đây đó là lậu hoặc ở đây đó, theo tạng kinh đó thì có ba, mà Tỳ Đàm đó thì là có bốn. Tạng kinh đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Tỳ Đàm đó thì là dục
Dạ, kính bạch đại đức, minh mẫn trong room lại không nghe được tiếng của đại đức rồi ạ. À? Alo. Dạ, con cũng tin đại đức cầm mic trở lại ạ. À? Nam mô Phật Thà gia. Alo, 1, 2, 3, té lần thứ hai. Dạ, xin hỏi quý vị nghe lại được chưa? Alo, 1, 2, 3, chúng vừa cầm mic. Alo, alo. Xin hỏi quý vị nghe lại được chưa? Chúng tôi mới vừa cầm lại mic. Dạ rồi, xin mời quý vị chúng ta lại tiếp. À, như vậy chúng dạ, cái bạch đại đức minh mẫn, con xin được cung thỉnh đại đức cầm mic trở lại, trong room lại không nghe nữa rồi. Dạ, con xin chờ một chút xíu, đại đức minh mẫn vừa ra khỏi đạo tràng rồi. Dạ, con đã thấy đại đức trở lại đạo tràng, con kính cung thỉnh đại đức cầm mic ạ. Té hoài tới lần thứ ba rồi đó. Thành ra thôi giờ nói nhanh nhanh đấy quý vị ha. Bốn cái lậu hoặc này đó là bà con chư Phật tử chúng ta biết được rồi. À, là dục lậu. Tức là mình có cái lòng tham đối với năm cảnh dục. Là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Hữu lậu là mình có mong cầu muốn đối với cảnh giới tái sanh, đối với sinh hữu và sinh y, tức là mong cầu ước muốn trở thành vua chúa quan quyền, mình mong cầu ước muốn sanh đi chỗ này chỗ kia, đó gọi là hữu lậu. Người ta kiến lậu là đi ngược lại với chánh kiến, à, kiến là đi ngược lại với chánh kiến. À, tức là không có hiểu biết về lý nhân quả, không có biết về tam tướng, không có hiểu biết về cái con đường đưa đến từ bỏ tham sân si. Đó, thì đó là tà kiến. Tà kiến lậu. À, vô minh lậu. À, vô minh lậu đó là mình không có... Minh lậu là định nghĩa theo tứ đế. Là không hiểu biết cái cần hiểu biết cái không cần... À, không đáng hiểu biết và hiểu biết nông tới nơi tới chung. À, hay mình nói khác là vô minh có nghĩa đó là sự mập mờ nè, lưỡng lự nè, do dự nè, mù mờ nè, không có quyết đoán. Đó là vô minh. À, thì những cái này nó cứ len lỏi từ 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 vô mình. À, và một khi nó len lỏi nghĩa là kính bạch đại đức minh mẫn, đạo tràng này không được nghe, không được nghe tiếng của đại đức nữa rồi, con kính đa cung thỉnh đại đức cầm mic trở lại. Nam mô Phật Thà gia. Nhà con kính đại đức minh mẫn cầm mic trở lại.
Dạ kính bạch đại đức, kính bạch con thấy đại đức vừa trở lại luôn. Dạ con kính cung thiền đại đức cầm mic trở lại. Nam mô Phật Thầy nhá. Dạ con nghe tiếng con không ạ? Dạ con kính cung thiền đại đức. Dạ lắm không biết đại đức máy không được.